Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 20 tháng 5. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arsenal tiếp tục về nhì. Newcastle hỏi mua Ramsdale với giá không tưởng. Cậu cai được vinh danh. Mục tiêu tiền đạo hé lộ tương lai. Diễn biến vụ Benjamin Sesko. Pháo thủ tiếp tục về nhì ngoại hạng Anh. Bước vào trận đấu then chốt của mùa giải, Arsenal nhanh chóng đẩy cao đội hình lên tấn công và gây sức ép về phía khung thành của Everton. Tuy nhiên, họ lại khá bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của đội khách. Phút 16, Martinelli bứt tốc loại bỏ Brandwell, sộp thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú sút chìm. Nhưng thủ thành Pickford đã đổ người kịp để cứu thua cho Everton. Đến phút 32, cổ động viên đội chủ nhà có phen thoát tim khi Calvert-Lewin tung ra cú sút trúng cột dọc. 8 phút sau, Everton khiến cho cầu trường Emirates câm lặng với bàn thắng mở tỷ số trên chấm đá phạt. Gehi là người tung ra cú sút trúng đầu của Declan Rice, đổi hướng bóng khiến cho thủ thành David Rea bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Dù vậy, chỉ 3 phút sau, Tomiyasu dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm gỡ hòa cho Arsenal, đánh dấu kết quả hòa 1-1 sau 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ lại không thể khoan thủng hàng thủ được bố trí kỷ luật của đội khách. Mãi tới phút 89, Kai Havertz giúp cho pháo thủ vươn lên dẫn trước 2-1 để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Những khoảng thời gian còn lại là quá ít để cho Arsenal có thêm bàn thắng. Đồng thời, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Man City đã giành chiến thắng trước West Ham để chính thức lên ngôi vô địch của Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp. Đội trưởng Martin Odegaard được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh tạo ra tới 7 cơ hội và bỏ túi 2 được kiến tạo. Sau 38 trận đấu Premier League mùa giải năm nay, Arsenal thắng 28 trận đấu, hòa 5 trận và thua 5 trận, giành được 89 điểm, ghi 91 bàn thắng và thủng lưới 29 bàn thua. Thành tích chỉ đứng sau mùa giải Invincible 2003-2004. Bình luận về thái độ của các cầu thủ Arsenal sau trận, chuyên gia Nick Wright nói: "Các cầu thủ Arsenal rất thất vọng và chán nản khi bàn thắng muộn của Kai Havertz trở nên vô ích. Mikel Arteta lạnh lùng bước vào sân và người hâm mộ thể hiện sự tôn trọng của họ đối với vị thuyền trưởng của pháo thủ. Không có danh hiệu, một khoản đầu tư khổng lồ đáng thất vọng, nhưng dù sao cũng là một mùa giải tuyệt vời với Arsenal." Chelsea và Arsenal tranh nhau một tiền đạo. Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, dù ưu tiên chưa mua Benjamin Sesko và Victor Gyokeres, nhưng Arsenal vẫn đang dành cho Ivan Toney một sự quan tâm đặc biệt. Nhưng pháo thủ sẽ phải cạnh tranh với Chelsea ở thương vụ Toney, ký giả người Ý cho biết. Ivan Toney của Brentford là một cầu thủ thực sự quan trọng và hiện đang được nhiều câu lạc bộ theo đuổi. Theo những gì tôi được biết, sự quan tâm đến từ Arsenal và Chelsea vẫn còn đó. Arsenal hiện đang tập trung vào tuyến giữa, với Douglas Luiz vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng Ivan Toney là cầu thủ được họ đánh giá cao. Chelsea cũng thích cầu thủ này. Nhưng điều mà tôi muốn làm rõ về Chelsea là họ chưa bao giờ quyết định mở một cuộc đàm phán cụ thể với Brentford hoặc là người đại diện của cầu thủ vì những yếu tố khác nhau. Chelsea muốn dành thời gian trước khi đưa ra quyết định về tiền đạo mà họ muốn ký hợp đồng. The Blues đã có những cuộc thảo luận nội bộ và Ivan Toney là cầu thủ mà họ đánh giá cao, nhưng họ vẫn chưa bắt đầu quá trình ký hợp đồng với cậu ấy. Tình hình hiện tại là như vậy. Mọi thứ vẫn đang rất cởi mở với các đối tác. Newcastle chào mua Ramsdale giá rẻ mạt. Theo cập nhật mới nhất từ nhà báo Luke Edwards, Newcastle đang muốn đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ thủ thành Aaron Ramsdale. Được biết, mức giá khởi điểm mà chiếc chòe đưa ra là 15 triệu bảng, kèm theo đó là bản hợp đồng 5 năm cho Ramsdale. Huấn luyện viên Eddie Howe chính là người thúc đẩy thương vụ này vì ông từng có thời gian làm việc cùng với thủ môn sinh năm 1998 tại Bournemouth. Đã có rất nhiều nguồn tin xác nhận Ramsdale đang đàm phán với Newcastle và thỏa thuận có thể đạt được trong tương lai gần. Nếu như chuyển tới khoác áo đội chủ sân St James Park, Ramsdale sẽ phải cạnh tranh với Nick Pope, chứ anh sẽ không mặc định một số bát chính. Về phía Arsenal, họ cũng cởi mở với khả năng chia tay Ramsdale nếu như có một mức giá hợp lý được gửi tới. Đáng chú ý, gần như cùng thời điểm, thủ môn người Anh đã đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Người cũ khuyên Arsenal mua một cái tên. Theo tìm hiểu của tài khoản Team News and Ticks, Arsenal đã có động thái liên hệ đầu tiên với tiền đạo Michael Nolis của Crystal Palace. Đây là bước đi nhằm tìm kiếm người chia lửa với Bukayo Saka, người liên tục phải cầy ải ở nhiều mặt trận.
Bàn về trường hợp này, cựu pháo thủ Emmanuel Petit khuyên Arsenal nên chiêu mộ Mekanolis của Crystal Palace ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Ông nói: "Tôi đã chứng kiến màn trình diễn của cậu ấy trong chiến thắng 4-0 của Palace trước Man United và tôi nghĩ là Arsenal nên làm mọi cách để ngăn Man United cũng như Chelsea tiến gần đến cậu ấy. Palace đang sở hữu bộ đôi đầy tài năng là Olis và Eberechi Eze, nhưng Olis phù hợp với Arsenal hơn bởi cậu ấy có thể chia lửa với Bukayo Saka bên phía hành lang bên phải." Mùa giải năm nay, Olis sở hữu 10 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 19 trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Cậu ca lại được vinh danh. Kai Havertz vừa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 của Arsenal với thành tích ghi 4 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 6 lần ra sân. Ngoài ra, Jurrien Timber đã giành được giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 4 của Arsenal dù nghỉ thi đấu gần như trọn vẹn mùa giải năm nay. Ở một diễn biến khác, giám đốc thể thao Edu Gaspar có đề cập về tình hình chuyển nhượng của câu lạc bộ. Ông nói: "Chúng tôi gia hạn thành công 100% những cầu thủ mà chúng tôi muốn gia hạn. Các cầu thủ giờ đây không còn muốn rời Arsenal nữa, điều này khiến cho mọi thứ với tôi dễ dàng hơn. Chúng tôi đã thay đổi động lực của đội bóng. Các cầu thủ muốn gắn bó ở nơi có thể thách thức các danh hiệu. Họ yêu thích điều đó." Nói về những gì mà Arsenal đạt được mùa này, chủ tịch Josh Kroenke bày tỏ sự tự hào: "Thiếu bóng đá của đội bóng chúng tôi luôn mang đến sự lôi cuốn và chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào về sự tiến bộ cũng như định hướng của câu lạc bộ. Việc cạnh tranh trước vô địch Premier League vào ngày cuối cùng của mùa giải là minh chứng cho sự chăm chỉ, nỗ lực và quyết tâm của mọi người trong câu lạc bộ. Thực tế là chúng tôi đã giành quyền lọt vào vòng tứ kết của Champions League sau 14 năm. Điều đó nói lên rằng, việc đạt được thành tích tốt mang đến sự kết nối mà chúng tôi cảm nhận được giữa tất cả chúng ta. Sự náo nhiệt và ủng hộ dành cho các cầu thủ của chúng tôi một lần nữa trong mùa giải này đã đóng một vai trò rất lớn để chúng tôi đạt được thành tích như hôm nay. Chúng tôi thực sự biết ơn tất cả những người đã góp phần vào quá trình đó." Mục tiêu số 9 tiết lộ tương lai. Tuần trước, báo chí Italia tin rằng Arsenal đang nắm lợi thế để có được Joshua Zirkzee khi chuẩn bị đưa ra mức giá 70 triệu euro cho Bologna. Giữa những thông tin về khả năng rời Serie A, Zirkzee đã úp mở về tương lai của mình. Anh nói: "Khi kết thúc mùa bóng này, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Theo như tôi được biết cho đến nay, tôi sẽ chơi Champions League với Bologna, nhưng tôi không thể nói gì thêm. Có rất nhiều điều đang diễn ra, chúng tôi đang nghĩ đến việc kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp. Và sau đó, toàn đội sẽ trở lại sau kỳ nghỉ. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra." Thầy Tạ đề cập chuyện tương lai. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Mikel Arteta và Arsenal chỉ còn thời hạn 1 năm sau mùa giải năm nay và đã xuất hiện tin đồn chiến lược gia người Tây Ban Nha được Barca quan tâm. Trao đổi về vấn đề này, Mikel Arteta chia sẻ: "Đó là vấn đề mà sau mùa giải hoặc bất cứ khi nào đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ ngồi lại và thảo luận. Điều quan trọng nhất vào lúc này là giành chiến thắng, tiếp tục giữ vững niềm tin rằng chúng tôi có thể lên ngôi vô địch. Đó mới là mấu chốt. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để đưa ra bất kỳ kết luận nào, nhưng sau đó chúng ta sẽ có thời gian để suy ngẫm. Bạn phải trải qua mùa giải mà chúng tôi đã trải qua, đã đến điểm số mà chúng tôi đã đạt được và cố gắng hiểu tại sao. Chúng tôi đã phải tìm ra đáp án cho câu hỏi tại sao và như thế nào. Chúng tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo, điều đó quan trọng hơn." Cập nhật tình hình Benjamin Sesko. Theo tìm hiểu của nhà báo Samdin, Arsenal rất quan tâm đến Sesko và xem xét cầu thủ 20 tuổi trong hè 2024. Sau 31 trận Bundesliga mùa này cùng RB Leipzig, anh ghi được 14 bàn thắng và cung cấp 2 đường kiến tạo. Trao đổi về tình hình của Sesko, nhà báo Philip Hinze cho hay: "Phí chuyển nhượng cuối cùng dành cho Benjamin Sesko hiện đã được chốt sau ngày thi đấu cuối cùng. Điều khoản giải phóng liên quan đến đóng góp của cậu ấy đã lên tới 65 triệu euro. Sesko sẽ có giá 65 triệu euro vào mùa hè năm nay. Theo thỏa thuận ban đầu, ở giai đoạn cuối mùa này, điều khoản giải phóng hợp đồng của Sesko có thể lên đến 70 cho đến 75 triệu euro, nhưng không đạt được. Dù sao, đây là mùa ra mắt ấn tượng của Sesko, giúp cho điều khoản giải phóng của cậu ấy tăng từ 55 triệu euro lên 65 triệu euro. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.